Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 10, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái UAV tầm xa tấn công nơi cất giữ máy bay ném bom chiến đấu và bom lượn có sức hủy diệt cao của Nga. Theo tờ Business Insider, cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào sân bay quân sự Borisolev ở vùng Voronezh của Nga. Cụ thể, UAV của Kiev tấn công một số địa điểm tại sân bay, bao gồm nhà kho chứa bom lượn, cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không và bãi đỗ Su-35, Su-34. Đây là nơi được Nga sử dụng để thực hiện hoạt động ném bom trên lãnh thổ Ukraine. Nga trang bị cho máy bay ném bom chiến đấu hệ thống bom lượn và những loại vũ khí gần như không thể đánh chặn. Ukraine từng nỗ lực cắt giảm mối đe dọa đến từ Nga bằng cách truy đuổi máy bay và bom tại căn cứ đối phương. Business Insider dẫn nguồn quan chức Ukraine cho biết, Ukraine tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để giảm khả năng của đối phương trong việc tấn công Ukraine bằng máy bay chiến đấu cùng bom lượn. Việc phi quân sự hóa sân bay quân sự của Nga sẽ tiếp tục. Cuộc tấn công hôm 3 tháng 10 đánh dấu cuộc tấn công tầm xa mới nhất của Ukraine vào cơ sở quân sự quan trọng sâu bên trong nước Nga. Kiev nhắm mục tiêu vào máy bay, tên lửa, bom lượn và nhiều loại vũ khí nổi bật khác của Nga trong suốt chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua. Hồi tháng trước, Ukraine cũng tấn công một số kho đạn dược của Nga bằng UAV, gây ra thiệt hại lớn ở nhiều địa điểm. Hệ thống phòng không Nga cũng gặp không ít khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Kiev. Ukraine chủ yếu dựa vào UAV để tấn công cơ sở, mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Quan chức Ukraine từ lâu đã hối thúc đối tác ở phương Tây dỡ bỏ những hạn chế sử dụng vũ khí quân sự được viện trợ để tấn công Nga, với lý do những hạn chế này đang cản trở khả năng của Ukraine trong nỗ lực đối phó Nga. Ngày 3 tháng 10, Đài RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã thả một trong những quả bom mạnh nhất trong kho vũ khí của mình xuống một kho đạn dược của Ukraine ở phía nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Quân đội Nga đã tấn công cơ sở lưu trữ đạn dược nằm ở làng Radlip, cách Kurakhov khoảng 23 km về phía tây, một trung tâm hậu cần chính được lực lượng Kiev sử dụng trong khu vực. Ngôi làng này cũng nằm cách Velikaya Novosenka khoảng 20 km về phía đông bắc, một thị trấn ở Donbass được quân đội Ukraine biến thành pháo đài. Đoạn clip ngắn do Bộ Quốc phòng Nga công bố trên Telegram cho thấy siêu bom FAB-3000 được thả xuống một cụm tòa nhà ở ngoại ô ngôi làng. Vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực, tạo ra những đám khói xám dày đặc bốc lên bầu trời. Bom dòng FAB được thiết kế để phá hủy hệ thống phòng thủ hoặc công sự của đối phương, cũng như các cơ sở công nghiệp quân sự. Vỏ bom cứng có khả năng xuyên thủng dầm trần của các tòa nhà nhiều tầng, trong khi vẫn giữ cho quả bom tương đối nguyên vẹn trước khi phát nổ. FAB-3000 là một trong những loại bom mạnh nhất của dòng này, chỉ có một vài mẫu khác có khả năng phá hủy cao hơn. Nặng hơn 3 tấn, quả bom này mang theo lượng thuốc nổ tương đương gần 1,4 tấn thuốc nổ TNT. Năm nay, quân đội Nga đã bắt đầu trang bị mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK mới cho bom FAB-3000. Sáng kiến này nhằm nâng cao độ chính xác và tầm hoạt động của bom, giải quyết những bất cập đã được xác định trong phiên bản UMPK hiện tại. Cánh nâng hợp nhất được thiết kế để biến những quả bom rơi tự do cũ thành vũ khí có độ chính xác cao. Ban đầu, UMPK được sử dụng với những quả bom nhỏ hơn thuộc dòng FAB như FAB-250 hoặc FAB-500. Những quả bom FAB-3000 đầu tiên được lắp UMPK đã được sử dụng vào giữa tháng 6 năm nay. Từ lâu, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và cấm chuyển giao cho Nga những công nghệ hay thiết bị phục vụ việc sản xuất vũ khí. Lệnh hạn chế khiến việc đưa mặt hàng là chất bán dẫn do phương Tây thiết kế sang Nga bị xem như bất hợp pháp nếu chúng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, ngay cả khi được sản xuất tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, Mỹ được cho là vẫn bất lực trong việc ngăn chặn nguồn cung chip xử lý để Nga có thể sản xuất tên lửa. Thông thường, sau khi bắn trúng mục tiêu, tên lửa của Nga sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không để lại hệ thống điều khiển hoặc dẫn đường còn nguyên vẹn. Nhưng vài trường hợp rất hiếm đã được ghi nhận khi các chuyên gia quân sự Ukraine may mắn thu thập được một số linh kiện tại địa điểm xảy ra vụ nổ. Các bộ phận được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ tên lửa, bao gồm chip và bộ phận điều hướng, được sản xuất bởi Analog Defy, một nhà sản xuất vi xử lý của Mỹ, cùng với Infineon Technologies của Đức và Integrated Silicon Solutions Inc., một công ty Mỹ có vốn từ Trung Quốc. Hầu hết chip Mỹ trong tên lửa Nga đều thuộc về Analog Defy Inc., có trụ sở tại Wilmington, Massachusetts. Trong số tất cả các mảnh vỡ được tìm thấy tại địa điểm vụ nổ, 21% trong số hơn 3.800 linh kiện là của phương Tây.
Con số này nhiều hơn bất kỳ công ty nước ngoài nào khác. Công ty Texas Instruments trở thành doanh nghiệp Mỹ thứ hai sở hữu 14% số linh kiện được phát hiện. Nhìn chung, 86% chip phương Tây có mặt tại Nga đến từ các đơn vị sản xuất có trụ sở chính ở Mỹ và châu Âu. Kể từ tháng 3 năm 2022, hàng chục nghìn linh kiện từ phương Tây, đặc biệt là chip dành cho hệ thống vũ khí của Mỹ, đã được gửi đến Nga. Theo hãng tin Bloomberg, rõ ràng là Mỹ và EU đang không kiểm soát được hoạt động xuất khẩu của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực vi mạch và hệ thống điều khiển hỏa lực. Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tikhii mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin do các nhà tuyên truyền Nga lan truyền về một cuộc tấn công của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân Kursk ở thành phố Kuchatov thuộc vùng Kursk của Liên bang Nga. Cụ thể, ông nói rằng, chúng tôi dứt khoát phủ nhận khẳng định của truyền thông Nga về các cuộc tấn công của Kiev vào hoặc gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. Theo ông Tikhii, lực lượng Kiev không giống như quân đội Nga, tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và không tấn công dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Trước đó, hồi giữa tháng 8 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Kiev đã bắt đầu chuẩn bị cho hành động khiêu khích các cơ sở hạt nhân của Nga và cộng đồng quốc tế phải nhận ra mối nguy hiểm này. Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ngay lập tức lên án các hành động khiêu khích mà Kiev đã bắt đầu chuẩn bị và ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hạt nhân và an ninh vật lý của nhà máy điện hạt nhân Kursk. Hành vi này có thể dẫn đến thảm họa do con người gây ra trên quy mô lớn ở châu Âu, bà Zakharova lưu ý. Những hành động như vậy của Kiev không chỉ tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với nhà máy điện hạt nhân, mà còn làm suy yếu các trụ cột IAEA, an toàn hạt nhân và an toàn vật lý được Tổng Giám đốc Rafael Grossi xây dựng vào năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng Moscow sẽ ngay lập tức sử dụng những biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu Kiev tiếp tục các kế hoạch gây ra thảm họa ô nhiễm hạt nhân ở khu vực châu Âu. Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét rất nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch tấn công của Kiev vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng mục đích của hành động khiêu khích này nhằm đổ lỗi cho Moscow tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, nếu Kiev bắt đầu thực hiện các kế hoạch nhằm tạo ra một thảm họa do con người gây ra ở phần châu Âu, hành động có thể dẫn đến ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn. Nga sẽ ngay lập tức đưa ra các biện pháp đối phó quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ rõ, việc Kiev chuẩn bị tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ đi ngược lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Trong khi đó, theo trang tin tức rbc.ru, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc đăng lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Ông Georgi Tikhii, đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine, cho biết Kiev không có mong muốn cũng như khả năng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ngày 28 tháng 8, tại vùng Kursk của Nga, việc ra vào thành phố Kuchatov để đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk đã bị hạn chế. Các trạm kiểm soát đã được thiết lập trên các tuyến đường. Kuchatov nằm gần Kursk, cách lãnh thổ do lực lượng Kiev kiểm soát khoảng 40 km. Liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông, mới đây, đại sứ Liban tại Nga sau khi bao NASA cho biết, Liban đã yêu cầu Nga hỗ trợ ngoại giao để giải quyết xung đột ở khu vực. Theo vị quan chức này, ông yêu cầu Nga tăng cường các nỗ lực ngoại giao và liên hệ với tất cả các bên quan tâm và các bên có ảnh hưởng ở Trung Đông cũng như trên toàn thế giới, bao gồm cả Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Đại sứ Liban tại Nga Shoki Balnasa cho biết, Moscow đã nói rõ rằng các quan chức Nga đang thực hiện nhiều lời kêu gọi ủng hộ một giải pháp hòa bình. Ông cũng đặt ra hy vọng rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Liban vì cuộc xung đột với Israel sẽ không sớm kết thúc như đại sứ tin tưởng. Nhà ngoại giao thừa nhận, có vẻ như cuộc xung đột này có thể kéo dài. Rất nhiều người sẽ phải di rời và nhu cầu viện trợ nhân đạo từ Nga và các nước thân thiện khác sẽ ngày càng tăng. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, một chuyến bay đặc biệt của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã chuyển 33 tấn viện trợ nhân đạo đến Liban cho người dân nước Cộng hòa này. Máy bay Nga đã chuyển thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu. Viện trợ nhân đạo đã được chuyển theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một diễn biến liên quan, ngày 3 tháng 10, kênh thân cận của Điện Kremlin đưa tin Tổng thống Nga có thể sẽ thăm Qatar. Moscow và Doha hiện đang thảo luận về thời điểm ông Putin thực hiện chuyến thăm này, cũng như chuyến thăm của một quốc vương Qatar tới Nga. Chuyến thăm như vậy có thể là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết xung đột Trung Đông.